Từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, không chỉ kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh nhà băng nước ngoài cũng được bán thanh toán trái phiếu chính phủ. Quy định mới này được nêu tại Nghị định số 83 về phát hành, đăng ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trên thị trường chứng khoán. Khi phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ, kho bạc nhà nước có thể chọn các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý thay vì bán trực tiếp và thanh toán cho người mua như trước đây. Các ngân hàng muốn trở thành đại lý bán trái phiếu chính phủ phải đáp ứng các điều kiện về mạng lưới, phân phối và thanh toán. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Mục tiêu của hai dự án nhằm tăng năng lực truyền tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu để bảo đảm cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Đây là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện. Cùng với đó, truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Thưa quý vị, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp Upcom vi phạm trong việc công bố báo cáo tài chính được kiểm toán. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán của công ty đại chúng được quy định tại thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán, nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thị trường Upcom hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chưa công bố báo cáo tài chính năm kiểm toán. Trong trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, HNX sẽ thực hiện đình chỉ giao dịch theo quy định và hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Ngày 3 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức tọa đàm với các tấm gương khởi nghiệp xanh trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với chủ đề Khởi nghiệp xanh, hành trình 10 năm kiến tạo thế hệ doanh nông trẻ. Sự kiện Khởi nghiệp xanh hành trình 10 năm kiến tạo những doanh nông trẻ là chuỗi hoạt động tiếp nối nhằm giới thiệu về hành trình 10 năm chương trình Khởi nghiệp xanh đã đào tạo, hướng dẫn, tư vấn, nâng đỡ và cho ra đời hơn 1.000 doanh nông trẻ trên khắp các tỉnh thành của cả nước từ năm 2013 đến nay. Đánh giá hiệu quả của chương trình này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Lê Minh Hoan cho rằng chương trình đã tạo được hệ sinh thái theo hướng nông nghiệp xanh cho các đơn vị khởi nghiệp trên khắp cả nước, từ đó tạo ra phong trào khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nhiều nơi, tạo hiệu quả thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp của Việt Nam vươn tầm quốc tế. Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của các bạn trẻ Việt Nam đã và đang được ưa chuộng và xuất khẩu chính ngạch đến nhiều nước trên thế giới, như các sản phẩm ô cốp, đồ thủ công mỹ nghệ. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ngành đường sắt sẽ chạy thêm tàu du lịch Đà Lạt. Đây là một trong các hoạt động được ngành đường sắt tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển. Chuyến tàu cổ Đà Lạt chạy mát, cung cấp các dịch vụ mới như lắp đặt Wi-Fi, phục vụ nước uống miễn phí trên tàu. Bên cạnh đó, chuyến tàu cũng bố trí thợ chụp ảnh miễn phí để chụp hình, quay phim, phục vụ hành khách tại ga và đi tàu. Đặc biệt, trên tàu Đà Lạt chạy mát có các nghệ sĩ violon, guitar chuyên nghiệp biểu diễn miễn phí, phục vụ hành khách đi tàu. Giá vé dao động từ 72.000 đồng đến 98.000 đồng một vé một lượt. Ngoài ra, nếu nhu cầu của hành khách tăng cao, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khác trong ngày, trong tuần. Thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Việt Trung lần thứ 15 tại cầu phao Bắc qua biên giới nằm trên địa bàn phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên thành phố Móng Cái và thanh niên thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Đây là sự kiện đặc sắc riêng có được nhân dân hai nước nơi biên giới Việt Trung mong chờ và đón đợi. Một chiếc thuyền lớn được neo giữa dòng sông Bắc Luân, cờ, hoa lộng lẫy. Đây chính là sân khấu chính của chương trình giao lưu hát đối. Lời ca tiếng hát thắm tình hữu nghị, những màn múa đặc sắc văn hóa của hai nước được các ca sĩ, diễn viên thể hiện xuất sắc, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Sau một đợt Covid thì hai nước chưa có nhiều trải nghiệm để giao lưu với nhau, thì em cũng mong là sau đợt giao lưu này thì có thể hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trở nên thân thiết hơn. Mong muốn là hai nước là có nhiều buổi giao lưu như thế, cứ hàng năm vào như thế này là kết nối lại rất là tốt về vấn đề về giao thương, về tình, về giao lưu và giao thương. Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Qua 15 năm tổ chức, hoạt động này luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo hai địa phương và sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc, thể hiện mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai địa phương, hai nước. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2023 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới tổ chức ở thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là lần thứ tư Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này. Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết năm 2023, Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Các lần vinh danh trước của Việt Nam là vào năm 2019, 2020 và 2022. Điều đó cho thấy những giá trị nổi bật toàn cầu và sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Với việc đạt được danh hiệu Điểm đến Di sản Hàng đầu Thế giới 2023, Việt Nam sẽ quảng bá hình ảnh du lịch sâu rộng hơn tới bạn bè quốc tế, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam, đưa Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.